Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Arsenal vào mỗi 6 giờ sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin xoay quanh pháo thủ đã diễn ra trong 24 giờ qua. Ngay bây giờ, hãy đến ngay với những tin chính sẽ có trong bản tin pháo thủ ngày 27 tháng 9. Đừng quên để lại một like cho video, đăng ký kênh, chia sẻ và mua những vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết đang hiển thị trên màn hình và ở phía dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Kế hoạch của ban huấn luyện cho Odegaard. Arsenal lập hàng loạt kỷ lục sau trận thắng Bolton. Hàng loạt câu lạc bộ đòi kiện Arsenal vì một điều. Sau tuyển ý tỏ tình với pháo thủ. Enquanyeri rực sáng khi được trao cơ hội. Kế hoạch đặc biệt dành cho anh trưởng. Tiền vệ Martin Odegaard vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương mắt cá khi thi đấu cho đội tuyển Na Uy vào đầu tháng 9 này. Trao đổi xoay quanh tình hình của cầu thủ người Na Uy hiện tại, ký giả Fabrizio Romano cho biết. Hiển nhiên là Arsenal đang quan ngại. Odegaard là một cầu thủ quan trọng. Cậu ấy là đội trưởng. Odegaard là một cầu thủ tuyệt vời. Vì vậy, rõ ràng Arsenal biết rằng chấn thương này là một vấn đề đối với họ. Nhưng đồng thời, Arsenal hy vọng nó sẽ không kéo dài quá lâu. Do đó ở thời điểm hiện tại, về mặt đội ngũ y tế, họ đang cố gắng hết sức để giúp cho Odegaard trở lại càng sớm càng tốt. Chắc chắn là chúng tôi sẽ cần phải kiên nhẫn, bởi điều đó sẽ không sớm xảy ra. Sẽ mất vài tuần trước khi mà chúng ta thấy Martin Odegaard hoạt động trở lại. Điều mà các nguồn tin luôn đề cập với tôi là Arsenal muốn Odegaard trở lại khi cậu ấy đã hoàn toàn bình phục 100%. Họ không thể chấp nhận một chấn thương mới của Odegaard vào cuối mùa giải, thời điểm đội bóng đang cạnh tranh tất cả những danh hiệu chủ chốt. Vì vậy, Arsenal hoàn toàn muốn Odegaard dành thời gian nghỉ ngơi và chỉ trở lại khi cậu ấy bình phục hoàn toàn. Chắc chắn đây sẽ là nhiệm vụ của đội ngũ y tế. Mục tiêu hụt tỏ tình với pháo thủ. Manuel Locatelli từng là hiện tượng của Euro 2020 và là một trong những nhân tố đưa Italia đến với chức vô địch châu Âu trên sân Wembley. Chính phong độ cao lúc bấy giờ khiến anh được nhiều đội bóng lớn quan tâm ở những kỳ chuyển nhượng sau đó, trong đó có Arsenal. Dù vậy, Locatelli đã từ chối cơ hội gia nhập pháo thủ vì Juventus. Trong buổi phỏng vấn với tờ Tutto Sport mới đây, ngôi sao sinh năm 1998 thừa nhận vẫn thường xuyên theo dõi các trận đấu của Arsenal. Tuy nhiên, anh không hối hận vì từ chối cơ hội được khoác áo pháo thủ trong quá khứ. Locatelli bày tỏ, tôi không hối hận vì đã gia nhập Juventus thay vì Arsenal. Tuy nhiên, tôi vẫn thường theo dõi những trận đấu của họ. Tôi dành sự tôn trọng lớn cho huấn luyện viên Mikel Arteta. Pháo thủ lập kỷ lục sau trận thắng Bolton. Theo trang thống kê Optajo, Arsenal đã thắng 21 trong số 30 trận đấu trên mọi đấu trường vào năm nay, đạt tỷ lệ thắng là 70%. Đó là thành tích tốt nhất của pháo thủ trong bất kỳ một năm dương lịch nào. Cùng với năm 1932, thắng 35 trên 50 trận, cũng đạt tỷ lệ thắng là 70%. Ngoài ra, Arsenal cũng nối dài mạch trận bất bại trên mọi đấu trường lên con số 13 trận. Cũng theo thống kê từ Opta, đây là chuỗi trận bất bại dài nhất của pháo thủ dưới thời của huấn luyện viên Mikel Arteta. Trong khi đó, Ethan Enquanyeri trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi được từ 2 bàn thắng trở lên trong trận đấu đầu tiên cho Arsenal trong thế kỷ 21. Trước Bolton, tiền vệ 17 tuổi thực hiện 26 trên 28 đường chuyền thành công, 5 lần chạm bóng trong vòng cấm của đối phương, 3 lần thắng tranh chấp, 3 lần đoạt lại bóng, 2 lần tắc bóng, tạo ra 2 cú sút, 2 lần dứt điểm và có 2 bàn thắng. Bên cạnh đó, bàn mở tỷ số của Declan Rice cũng là pha lập công đầu tiên của tiền vệ người Anh tại Carabao Cup trong sự nghiệp. Đây cũng là phát súng mở tài khoản bàn thắng với Rice tại mùa giải năm nay trên mọi đấu trường. Với thắng lợi đậm đà trước Bolton, Arsenal sẽ tiến vào vòng 4 và làm khách trước Preston North End ở giải hạng Nhật. Pháo thủ bị đâm đơn kiện vì lý do hy hữu. Trong những báo cáo của tờ Daily Mail, cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh PGMOL mới đây đã nhận được khiếu nại từ những câu lạc bộ Premier League về những tiểu xảo của Arsenal. Cụ thể, trong trận hòa với Man City, Arsenal đã sử dụng cầu thủ tuổi tin Miles Lewis-Skelly để truyền tin cho thủ môn David Raya, người sau đó có hành động cầu dở. Sao trẻ này sau đó đã bị nhận thẻ vàng. Nhưng một số câu lạc bộ cho rằng đây chỉ là một trong nhiều tiểu xảo và chiêu trò Arsenal thường sử dụng. Các đội bóng phàn nàn về những chiêu trò cầu dở và những pha bóng cố tình cản đường thủ môn để ghi bàn trong những tình huống đá phạt của Arsenal. Thủ môn 16 tuổi phá kỷ lục tiền bối. Ở tuổi 16, 2 tháng và 10 ngày, Jack Potter đã lập kỷ lục mới khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân trong một trận đấu chính thức cho Arsenal. Potter được trao số 92 trước khi ra mắt đội 1 của pháo thủ. Kỷ lục trước đó được nắm giữ bởi Cesc Fabregas, người bắt đầu đá trận đấu đầu tiên cho Arsenal khi chỉ 72 ngày sau lần sinh nhật thứ 16 của anh vào năm 2003. Potter gia nhập Arsenal vào năm 2020 và từng khoác áo đội tuyển Anh ở cấp độ U16 và U17. Chia sẻ về cậu học trò trẻ tuổi, huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết,
Thật không may, chúng tôi có David Raya bị chấn thương cơ và Tom Shepherd cũng tương tự. Neto bị ràng buộc bởi luật của FA nên không thể ra sân. Vì vậy chúng tôi phải tung Jack Potter vào sân, nhưng đó là một cơ hội, anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Jack tập luyện với chúng tôi hàng ngày nên đã quen với việc đó. Trong trận đấu với Bolton, huấn luyện viên Mikel Arteta đã đặt niềm tin vào 4 cầu thủ trẻ từ lò đào tạo Heuen là Jack Potter, Josh Nichols, Max Lewis Skelly và Ethan Nguaneri. Hầu hết những gương mặt này đều để lại ấn tượng đậm nét, trong đó Nguaneri là một cú đúp và có một kiến tạo. Chứng kiến trận đấu thăng hoa của những nhân tố trẻ, huấn luyện viên Arteta đề cao giá trị của những đàn anh trong phòng thay đồ. Ông nói: "Trong mỗi buổi tập, những cầu thủ trên đội 1 thường xuyên đưa ra những lời khuyên cho các cầu thủ trẻ. Tôi nghĩ là những cậu nhóc cũng cảm thấy thoải mái vì đó là giá trị tập thể. Họ luôn là họ mỗi khi có nỗi sợ. Họ có thể hỏi bất cứ điều gì và các cầu thủ lớn hơn đều sẵn sàng giải đáp. Tôi rất vui vì các cầu thủ đội 1 sở hữu tư chất thủ lĩnh. Đó là sự quan tâm, điều rất quan trọng. Đó là một bước tiến cho Nguaneri. Cậu ấy đã làm được điều mà mọi người hy vọng. Cậu ấy chơi bóng với một sự tự tin và hiểu bản thân cần phải làm gì trên sân. Trên một hành trình với đội 1, Nguaneri luôn tiến lên phía trước như cái cách mà mọi người và tôi chờ đợi. Cậu ấy xứng đáng và sẽ trở thành một phần của đội. Cậu ấy sẽ được thi đấu nhiều hơn." Cũng theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, ông không chắc là Ben White và Jurrien Timber có đủ thể lực để ra sân vào cuối tuần này hay không. Cựu pháo thủ thừa nhận sai lầm khi tới Arsenal. Tiền đạo Willian gia nhập Arsenal vào mùa hè năm 2020 theo dạng chuyển nhượng tự do từ Chelsea. Ở thời điểm đó, cầu thủ chạy cánh người Brazil ký hợp đồng 3 năm với pháo thủ, hưởng lương 240.000 bảng mỗi tuần tại sân Emirates. Mới nhất, Willian thừa nhận đã sớm nhận ra đó là một sai lầm. Anh hồi tưởng: "Tôi không vui, tôi không cảm thấy hạnh phúc. Đó cũng là lý do tại sao tôi không thi đấu tốt. Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết. Khi mới đến đó tôi rất hạnh phúc. Ngay từ đầu tôi có động lực và muốn thi đấu tốt. Câu lạc bộ, đồng đội và dự án, tất cả đều mới mẻ. Nhưng sau 3 tháng, tôi nói với người đại diện của mình: làm ơn, tôi muốn rời đi. Tôi không muốn nói xấu về câu lạc bộ này vì đây là một đội bóng lớn. Arsenal có một bề dày lịch sử. Trong bóng đá, từng có những cầu thủ lớn thi đấu ở đó. Nhưng với tôi, nó không phù hợp. Tất nhiên, đó là thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Thật khó để quyết định vì tôi muốn ở lại Chelsea. Nhưng tôi muốn có một bản hợp đồng 3 năm và Chelsea nói: không, chúng tôi chỉ muốn cho cậu 2 năm. Vào cuối mùa giải, tôi quyết định gia nhập Arsenal. Cũng bởi vì trước đó, chúng tôi đã có cuộc nói chuyện với Edu và Mikel Arteta. Arsenal cho tôi xem một dự án hay. Họ giới thiệu với tôi rất nhiều thứ ấn tượng mà đội bóng muốn thực hiện. Đó là lý do tôi muốn nói với Chelsea. Tôi muốn bản hợp đồng 3 năm và Arsenal sẵn sàng đáp ứng điều đó. Tôi muốn ở lại Anh, London, gia đình tôi hạnh phúc ở nơi này. Có lẽ đó là cơ hội tốt để đến Arsenal và tiếp tục những gì tôi đang làm." Người cũ quỷ đỏ tiếp tục cà khịa pháo thủ. Trong một phát biểu mới đây, cựu danh thủ Man United là Roy Keane tiếp tục chỉ trích Arsenal là một đội bóng nhỏ với tư duy nhược tiểu sau màn trình diễn phòng ngự trước Man City. Ông cho biết: "Họ chỉ biết phá bóng, như một đội bóng nhỏ với tư duy nhược tiểu. Trước đó 3 hay 4 tuần, Arsenal cũng làm điều tương tự trước Brighton khi chỉ còn 10 hay là 15 phút. Thủ môn cũng nằm sân trước Brighton dù họ được thi đấu trên sân nhà. Tôi đang nói rằng khi bạn có bóng, hãy cố gắng ít nhất là tạo ra từ 4 đến 5 đường chuyền. Họ từng câu giờ trước Brighton trên sân nhà. Vậy nên, quên cái lý do đây là Man City để làm như vậy đi." Ngay lập tức, huyền thoại của pháo thủ là Ian Wright đã lên tiếng phản pháo. Ông nói: "Chúng tôi không câu giờ trước Brighton mà vẫn tìm kiếm chiến thắng đấy chứ. Chúng ta từng thấy những gì Man City làm khi đối thủ chỉ còn 10 người. Chúng tôi cần phải làm gì đó khác biệt và điều này suýt có hiệu quả. Bạn cần có một cầu thủ tấn công làm đầu ra bởi vì họ cũng cần cho hậu vệ thời gian nghỉ. Arsenal không có Martin Odegaard để chuyền. Đó là một cầu thủ có thể câu lỗi và câu giờ. Tôi sẽ không chỉ trích họ, nhất là với một trận đấu trên sân của Man City. Chỉ còn 10 người và đang cố gắng giữ lại chiến thắng." Cảm ơn các bạn đã đón nghe bản tin Arsenal hôm nay của chúng mình. Đừng quên để lại một like cho video và mua các vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết được gắn ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.